kinh này giống với kinh Vasatha số 98 của kinh Trung Bộ, kinh tập 2. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Chitcha Nanh Cá Lá Ý Xá Năng Cha La tại khu rừng Ít Chá Nanh Cá Lá. Lúc bấy giờ có rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có trú tại Ít Chá Nanh Cá Lá, như bà la môn Chan Ký, bà la môn Tarukha, bà la môn Khốt Khá Rasati, bà la môn Chanut Soni, bà la môn Tô Đầy Giá, cùng rất nhiều bà la môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi trong khi các thanh niên mặc Qua Sách Thá và Khoa Rát Quá Chá đang tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được khởi lên: thế nào là một vị bà la môn? Thanh niên Khoa Rát Chá Quá Chá nói như sau: nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến đại đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, như vậy là một vị bà la môn. Thanh niên Vasatha nói như sau: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị bà la môn. Thanh niên bà la môn Harat Quá Chá không thể thuyết phục thanh niên bà la môn Quá Sách Thá, và thanh niên bà la môn Quá Sách Thá không thể thuyết phục thanh niên Harat Quá Chá. Thanh niên bà la Quá Sách Thá nói với thanh niên bà la môn Harat Quá Chá: này Harat Quá Chá, Sa môn Gotama này là thích tử xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang trú ở Chitcha Nanh Cá Lá, tại khu rừng Chitcha Nanh Cá Lá. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama: đây là Thế Tôn Phật Thế Tôn. Này tôn giả Harat Quá Chá, chúng ta hãy đến Sa môn Gotama. Sau khi đến hãy hỏi tôn giả Gotama về nghĩa lý này, và Sa môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. Thưa vâng, thanh niên bà la môn Quá Rát Quá Chá vâng đáp thanh niên Quá Sách Thá. Rồi thanh niên bà la môn Quá Sách Thá và Quá Rát Quá Chá cùng đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, thanh niên bà la môn Quá Sách Thá dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: Gotama, giữa hai người chúng con có sự tranh luận này.
như vậy, cả hai người chúng con không thể thuyết phục nhau, chúng con đến hỏi Ngài. Bậc chánh giác tôn xưng như trăng được tròn đầy, quần chúng đến chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng. Cũng vậy, ở trong đời, quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn già, chúng con đến hỏi Ngài bậc pháp nhãn thế gian. Bà La Môn do sanh hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói. Chúng con biết Đức Thế Tôn bèn nói: Này ông Quách Sách Thá, ta trả lời cho ông thuận thứ và như thật, sự phân loại do sanh của các loại hữu tình chính do sự sanh đẻ. Do sanh có dị loại, hãy xem cỏ và cây, dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem loại côn trùng, bướm đêm, các loại kiến, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh do dị loại, hãy xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem loại bò sát, loại rắn, loại lưng dài, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem các loại cá, loại sinh sống trong nước, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh có dị loại, hãy xem các loại chim, loại có cánh trên trời, chúng có tướng thọ sanh. Do sanh do dị loại, tùy theo sự thọ sanh, chúng có tướng tùy sanh. Trong thế giới loài người, tướng sanh không có nhiều, không ở đầu mái tóc, không ở tai, có ở mắt, không ở miệng, ở mũi, không ở môi, ở mài, không ở cổ, ở nách, không ở bụng, ở lưng, không ở ngực, ở vú, không âm hộ, hành dâm, không ở tai, ở chân. Chánh danh Bà La Môn. Các
biết mắng cùng đánh trói, trang bị với nhẫn lực, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không phẫn nộ dự lực, có giới hạnh không kêu, nhiếp phục thân tối hậu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Như nước trên lá sen, hột cải trên đỉnh nhọn, không tham luyến dục vọng, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết ngay đời này khổ vì ngã đoạn tận, gánh nặng được đặt xuống xa lìa các hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Tuệ thâm sâu có trí, thiện xảo đạo phi đạo, đích tối thượng đạt được, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không còn liên hệ cả tại gia xuất gia, không nhà trú thiểu dục, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bỏ gậy đối chúng sanh, kẻ yếu cùng kẻ mạnh, không giết không hại ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Giữa kẻ thù không thù, giữa hung bạo an tình, giữa chấp thủ không chấp, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dối tham sân mạng phú, ai bỏ rơi được chúng, như hột cải rơi khỏi đầu nhọn của mũi kim, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai dạy thật nhỏ nhẹ, nói lên lời chân thật, không xúc chạm một ai, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Dài ngắn hai lớn nhỏ, thanh tịnh hai bất tịnh, ở đời vật dài ngắn, lớn nhỏ tịnh bất tịnh, không lấy hoặc không cho, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Với ai không tham cầu đời này và đời sau, từ bỏ mọi tham cầu, đoạn rời mọi hệ phường, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp tàn, với trí đoạn nghi hoặc, đạt nhập trái bất tử, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời ai vượt khỏi mọi buộc ràng thiện ác, không sầu không bụi uế, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không quế thanh tịnh, không gợn sáng như lăng, hỷ hữu được đoạn trừ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai vượt qua hiểm lộ, ác lộ luân hồi suy, vượt khỏi bến bờ kia, thiền tư không dao động, đoạn trừ mọi nghi hoặc, an tịnh không chấp trước, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ dục vọng, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ dục và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ở đời bỏ tham ái, không nhà sống xuất gia, đoạn trừ ác và hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai từ bỏ nhân ách, cả thiên ách, đoạn trừ mọi ách nạn, thoát ly mọi hệ phược, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Từ bỏ lạc bất lạc, thanh lương không y trú, chiến thắng mọi thế giới, bậc anh hùng dũng mãnh, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết thật hoàn toàn sự sanh diệt chúng sanh, không tham trước thiện thệ, giác ngộ đạt chánh giác, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Không biết chỗ sở thủ, thiên nhân càng thác bà, lậu hoặc được đoạn tận, bậc ứng cúng La Hán, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai không có chấp trước, đời trước sau đời này, không chấp không sở hữu, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ngư vương bậc tối thắng, anh hùng bậc đại sĩ, bậc chinh phục bất đậm, tắm sập bậc giác ngộ, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Ai biết được đời trước, thấy được thiện ác thú, đạt được sanh diệt đoạn, kẻ ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Điều thế giới cho gọi là tên và
bởi nhiều chỗ đã lâu đời chấp trước tà kiến của kẻ ngu. Kẻ ngu tự tuyên bố Bà La Môn do sanh không phải do sanh đẻ. Được gọi Bà La Môn không phải do sanh đẻ, gọi phi Bà La Môn. Chính do sự hành động được gọi Bà La Môn, chính do sự hành động gọi phi Bà La Môn. Hành động làm nông phu, hành động làm công thợ, hành động làm lái buôn, hành động làm nô bộc, hành động làm ăn trộm, hành động làm nhà binh, hành động làm tế quan, hành động làm vua chúa. Kẻ trí thấy hành động như thật là như vậy, thấy rõ lý duyên khởi, biết rõ nghiệp chỉ thuật, do nghiệp đời huân trị, do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, nghiệp do trói buộc chúng sanh, như trục xe quay bánh, do khổ hạnh phạm hạnh, tiết chế và chế ngự tác thành Bà La Môn. Bà La Môn như vậy mới thật là tối thượng. Ba vệ đà thành tựu, an tịnh tái sanh đoạn, quê sách thá nên biết kẻ ấy được phạm thiên, được thiên tử, được thiên chủ sát cá, biết đến thật tường tận. Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn, Quá Sách Thá và Pha Rát Quá Chá, bạch Thế Tôn: thật vi diệu thai, Tôn giả Gô Tá Má, thật vi diệu thai, Tôn giả Gô Tá Má, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, khơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc đường, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể sắc, có thể thấy sắc cũng vậy. Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung chúng con trọn đời quy ngưỡng. Nam mô Buddhaya. Dạ không phải ngày hôm nay, nãy giờ Lộc Bình mặc đọc nên Lộc Bình không có nhìn thấy ở trong câu chát của cô Vân Thường. Dạ Lộc Bình xin sám hối với đạo tràng, lý do là ngày hôm nay Thượng tọa Pháp Tăng chọn bài này và Thượng tọa Pháp Tăng điên khuyết mà quý sư cho bài trễ quá nên Lâm Văn Nguyệt không kịp đưa vô bài vô Tăng Nhật Hành. Nhà cô Thường hoan hỷ cho Lộc Quỳnh, nhà Tịnh Hảo và hai người không làm kịp gì hết. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thịnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay là bài Qua Sát Thá Xuất Tá. Dạ con không biết Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con không, xin ngài cho con một tín hiệu, con kính dâng bích đến ngài. Dạ con cung một lần nữa con cung thịnh Thượng tọa Pháp Đăng đăng đàn Nam mô Buddha. Dạ dạ Lăng Dòng Nguyệt không kịp mà đổi bài cô ơi. Thank you.
hôm nay á, tôi giảng cho từ đó tâm giờ thì đang ở Hà Nội, thành ra giờ thì giờ giờ chúng tôi giảng mà chúng tôi không biết giảng, chúng tôi cũng không không nhận không nhận mà từ cái sau từ chúng tôi cũng khổ vì vậy đó, phải ráng như thế. Thôi thì bây giờ của hôm nay thì chúng ta giảng cái duyên sự thôi. Cái duyên sự cái bài kinh này, kinh Quan Thế Tha này, thì chúng ta thấy cái bài kinh Quan Thế Tha này ở trong trong cuốn bộ lý đá cũng tám cái tập tá, nhưng mà trong cái bài kinh Quan Thế Tha này thì Hòa Thượng Minh Châu lại không có dịch, chỉ để nói là trong cuốn bộ kinh kinh 98 là cái bài kinh Quan Thế Tha trong tiểu bộ thứ 88 cái trong cái tập 2 thì chúng ta thấy hai cái vị Bà La Môn thiếu niên này, một là Quan Thế Tha và Pa Bá La Chát. Thì chúng ta thấy khi mà nhiều vị Bà La Môn có danh tiếng tụ tập ở đó, thì hai cái thanh niên Quan Thế Tha và Pa Bá La Chát này là cũng là người ở trong những đệ tử của Bà La Môn đó. Nhưng mà cả hai đang du hành và hai cái người đó suy nghĩ và mới đặt vấn đề thế nào là một vị Bà La Môn. Thì tâm niên Bà La Môn ta có một cháu mới nói là do hệ ai và tiện sanh đã từ mẫu hệ và phụ hệ quyết phóng thông tình của đất đẩy đời đổ phụ không một cái nhơ nào đó, thì có một việc ta mà chứng định pháp và sanh như vậy là một Bà La Môn. Thì trong khi thanh niên Quan Thế Tha thì nói Bà La Môn không có thể vì chỉ vì được thọ tâm thôi, mà Bà La Môn đó là phải do giới hạnh thành tựu những cái giới cấm như vậy mới được gọi là Bà La Môn. Thì hai cái thanh niên này là hai người này đều là thông ba cái tạng Veda hết á, ba bộ Veda hết á, có nghĩa là hai cái thanh niên Bà La Môn này cũng rất là phong thái, nhưng mà cả hai cũng suy nghĩ rất là nhiều và không có một người được tiếp tục một người nào. Thì thường thường chúng ta biết Bà La Môn của họ nói là quyết phóng phụ hệ mẫu hệ suốt cả bảy đời, rồi ai đó nghĩa là biết cách tế cũ, ai hiểu rõ văn cú, ai có tướng đẹp trai, ai mà có tài biện luận, ai có những cái giới hạnh. Thì thành ra chúng ta thấy ở trong kinh bộ thì có một lần Đức Phật ngày hỏi một cái vị Bà La Môn đó, ngày nói về Bà La Môn kêu bỏ một cái nào mà mình vẫn được gọi là Bà La Môn đó, thì vị Bà La Môn nói rằng là bỏ huyết thống, rồi bỏ cái tế tự là gọi là cắt tế muỗng đó, rồi bỏ cái truyền thống, rồi bỏ, nhưng mà có hai cái là không bỏ, đó là cái đa văn và cái giới hạnh, thì được gọi là Bà La Môn. Nếu mà còn hai cái đó thôi thì cũng được gọi là Bà La Môn. Thì chúng ta thấy rằng có một số Bà La Môn đó họ phẫn nộ với cái vị thông niên Bà La Môn đó mà đại diện cho Bà La Môn mà đến hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới hỏi lại đó. Thì ở đây chúng ta thấy hai cái Bà La Môn, thanh niên Bà La Môn ta nói giá và Quan Thế Tha đó cũng nói về những vấn đề đó thôi, nhưng mà hai cái vị này đó là không mà không hết cái ba bộ Veda, nhưng mà không có thể tiếp tục lẫn nhau, không có tiếp tục lẫn nhau và không có ai chỉ thua ai hết, nhưng mà cả hai người đó đều không có biết được, như thế nào được gọi là Bà La Môn, có nghĩa là không có định nghĩa được Bà La Môn thế nào. Khi mà đến hỏi Đức Phật đó thì cái thanh niên Bà La Môn Quan Thế Tha đó là đệ tử của ngài Bóc Khá Rát Sa Tý cùng với ngài Phá Bóc Khá, đó là hai cái vị thầy của Quan Thế Tha và Pa Bá La Chát, mà hai cái
ta thấy rằng cả hai cái vị này thông ba cái bộ Veda, chúng con đều thông đạt văn phú và văn phú và văn phạm, chúng con đều thấu hiểu thuyết giảng và giải thích giống thật giống bậc đạo sư, là giống như bậc thầy của mình đó, là ta rất khá và ta tí. Thì hai cái người này giảng giống thầy của mình. Ở đây chúng ta nghe cái đoạn đọc mà chúng ta phải hiểu là chúng con đều thấu hiểu thuyết giảng và giải thích giống thật giống bậc đạo sư, có nghĩa là giống thầy của mình đó, hai cái bậc bà la môn đó. Thì chúng ta vừa học ở đây mà chúng ta vừa cũng giống như là chúng ta dẫn nhập thêm cũng để nói thêm một số đoạn ở trong đây để quý vị có thể có một cái khái niệm về cái bài học này. Và chắc chắn rằng nhé, chúng tôi chỉ giảng một số đoạn thôi, chứ còn cái bài này thật sự rất là dài, và chúng tôi chỉ giảng thế cái tình trạng học tăng của hôm nay thôi. Cái bài này là cái tình trạng học tăng chọn, nên khi giảng dùng tình trạng học tăng nhất thì chúng tôi chỉ chọn cái bài chúng tôi giảng, chúng tôi không giảng là cách kinh chánh quốc gia, chỉ là kinh chánh quốc gia là bài kinh chúng tôi giảng, thì chúng tôi chỉ giảng vào cái thứ tư thôi. Còn của hôm nay là cái ngày thứ bảy là cái ngày của tình trạng học tăng. Nhưng mà cả hai cái vị thanh niên và đó là chán về ta thức tha đó, muốn hỏi Đức Thế Tôn, muốn hỏi Đức Thế Tôn á, thì có nghĩa là phải do họ sanh không, hoặc là do đa văn hay do văn phạm, hay là do cái nghĩa lý, hay là do giới hạnh mà trở thành một vị bà la môn. Thì Đức Phật á, ngày thường thì chúng ta biết Đức Phật định nghĩa từ bà la môn mà trở thành một a la hán đó, thì cái bà la môn nó được Đức Phật nghe nói đó, là vì nó chứng các tiền các thành thông mà thành tựu các đạo quả. Thì có nghĩa là bậc đó thành tựu được bốn đạo bốn quả thì niết bàn rồi, chúng ta gọi chính pháp thánh đó, thì Đức Phật gọi là một vị bà la môn. Thành ra khi mà ngài nói về cái bà la môn mà kể theo á, chúng ta thấy ở trong A Di Đà mà thì thường đó, thì Đức Phật ngày thường nói trong chân đế, chân đế là cái sự thật. Sự thật đó thì trong sự thật đó nó có một chúng ta phân phân định hệ người đó, ví dụ là tam nhân, người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ đạo và tứ quả, thì chúng ta gọi là 12 hạng người. 12 hạng người trong đó có 4 hạng người phàm và 8 hạng người thánh. Thì thường thường là Đức Phật mới nói theo cái đó, thì ngày phân theo cái sự đắc đạo, đắc quả. Còn những cái người bà la môn thì chúng ta thấy họ hoàn toàn là không có đạt được cái đạo quả nào hết, và họ không có thể nào trở thành cái hạng người mà được Đức Phật là hạng tăng chúng gọi là xuất gia đó. Nên khi Đức Thế Tôn người nói cái người bà la môn mà đúng theo cái chân đế hay là đúng theo cái định nghĩa của các Đức Phật đó, thì cái đó là một bậc thánh. Còn bà la môn mà theo cái danh xưng đó thì người ta nói là bà la môn thôi, nhưng mà nếu người đó làm ruộng thì ngài chỉ nói người đó làm ruộng thôi, chứ ngài không có nói là bà la môn. Ví dụ người đó săn bắn thì ngài nói là người săn bắn thôi, chứ người đó là người tế tự thì ngài chỉ nói là tế tự thôi, thì ngài nói là tỉnh thôi. Thành ra chúng ta thấy chẳng ngài nói như vậy đó là theo cái nó cái nghĩa là theo cái bà la môn, họ tự đặt cho họ vấn đề đó mà họ vẫn làm những cái nghề làm ruộng, hoặc là họ làm những cái nghề mà nghề làm tội tối tội sao cái cúng tế tự thì cái đóng thời cũng không phải là bà la môn. Cái nghĩa là bà la môn mới là cái người mà nghĩa là ở đây á, bà la môn của chúng ta hiểu theo Đức Phật về nói về cái mà cao quý đó, thì bà la môn này phải là chính đắc đạo quả. Còn bà la môn á, mà cái là theo danh xưng thôi, nó cũng không có gì hết. Người đó chỉ là người trong cha mẹ là bà la môn, nhưng mà thật sự những người bà la môn sanh con nó cũng tâm thai cũng cho con bú, cũng ẩm bồng, cũng đại tiện tiểu tiện cũng giống như những người thường thôi, thì lấy chỗ nào được gọi là bà la môn? Thì nghĩa là người đó cũng là một loại người thôi, cái gì người đó là một loại người thôi. Bình thường thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói về như vậy đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài phân biệt đó. Ví dụ người khổ đó, Đức Phật ngài gọi chung người khổ đó như là địa
địa ngục, mà địa ngục chúng không biết địa ngục là người, là gọi là người khổ, à, rồi người người có nghĩa là người khổ là súc sanh, là tất cả những cái loại nào người nào đó nó tâm bằng cái tâm tấm tấm người ta là súc sanh đó, thì ngài đều nói là người khổ, à, hoặc là sanh làm ngã quỷ thì ngài nói chung là người khổ, hoặc là sanh làm Atula thì ngài ngài nói chung là người khổ, tại vì ngài nói đó là theo cái chân đế, đó là theo cái tâm tục sinh, cái tâm tục sinh có nghĩa là cái tâm của chúng sanh đó. À, chúng ta thấy tâm chúng ta nó không bao giờ thay đổi hết, à, cái tâm của chúng ta ví dụ tâm tham là tâm tham, tâm sân là tâm sân, tâm si tâm si, thì tham sân si đó nó đưa ra cái tâm tục sinh là cái tâm tầm tấn đó, chúng ta sanh vào địa ngục ngã quỷ súc sanh là a tu la, à, thì cái đó là Đức Phật ngài nói như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được đó, tất cả bốn hạng người khổ này đó đều không có thể chứng thiền được, à, không có thể chứng đạo quả được, à, nên Đức Phật ngài bị gọi là người khổ. Và người khổ chỉ xài được trong A Tỳ Đàm chỉ có nói xài được có 37 thứ tâm thôi, ở trong đó 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, à, và 8 tâm thiện thôi, à, trừ ra những cái tâm sinh tiếu thì không có tài, thì như vậy còn đúng 37 thứ tâm thôi, 37 thứ tâm, à, và 37 thứ tâm đó nó không có những thứ tâm cao hơn được, và ví dụ một người mà có thể chứng thiền được thì Đức Phật ngài nói người đó là người tâm nhân, à, người đó có khả năng chịu thiền được, á, thì Đức Phật này nói rằng người đó do cái phước mà tục sinh, à, phước tục sinh được làm cái người gọi là tam nhân, à, cái phước mà do cái nhân quá khứ đó là do cái hành và thức á, à, vô minh và hành là nhân quá khứ, thì chính cái phước hành đó, nó đưa cái thức đi tái sanh, à, đó là cái nghiệp thức và quả thức, à, nghiệp thức ở đây á, là một trong những cái tập động lực, à, mình gọi là nghiệp thức. À, quả thức đó là 19 cái quả đi tái sanh, à, ví dụ như tâm thẩm tấn đó là tâm quả bất thiện tạo xã, à, tâm thẩm tấn tạo xã hoặc thiện, thì chính cái tâm này đó đưa chúng sanh nó sanh vào trong cảnh giới địa ngục ngã quỷ súc sanh và a tu la, à, Đức Phật người nói là tưởng đồng là thân vị, à, người nói về cho hai cái vị thanh niên này, và khi mà chúng ta thấy hai cái vị thanh niên mà hiểu được đó thì sẽ thấy được những cái điều Đức Phật đang nói, à, giống như là những mà lập tức được mở ra, những cái đem đèn sáng mà trong tối để ăn có mắt có thể thấy được, là không có bị không có bị hư vọng. Đức Phật này nói như vậy đó, thì chúng ta thấy thường thường Đức Phật này thuyết pháp á, ngài dùng cái chân đế, ngài dùng cái chân đế để diễn tả đưa qua cái tục đế, chân đế đưa qua tục đế có nghĩa là cái người đó có khả năng để chứng đắc thiền định đi không, à, cái người đó có nghĩa là người đã tục sinh làm người tam nhân á, à, thì người đó nó sẽ chứng được thiền định thành không tánh trí. Còn nếu mà người Bà La Môn mà sanh làm người lạc môn nhân á, ví dụ người lạc môn nhân mà tái sanh làm người Bà La Môn á, thì cũng ngấn thôi, chúng ta gọi là cái người mà thiếu muối giót á, à, theo người ở đời thì gọi là người mà gọi là nhiễm chất độc da cam, hay là gọi là theo một số nữa thì người ta gọi là thiếu muối giót, là cái người đó muốn ngấn được ngấn, à, thì Đức Phật này biết được cái người đó là do cái tâm đi tái sanh đó, nghĩa là thiếu trí thiếu tư, à, nghĩa là cái trí là cái nhân môn si đó, à, thiếu cái nhân môn tham môn sân nữa, à, và người đó lúc mà làm phước là thiếu trí thiếu tư, có nghĩa là không có chuẩn bị trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, và không có trí suy nghĩ về cái phước của mình làm, nên khi người đó tái sanh đó là cái người ngớ ngẩn, à, người đó nếu mà sanh vô gia đình Bà La Môn vẫn có gì, à, thật ra chúng ta thấy cái người gọi là cái người mà gọi người vô nhân á, cũng có thể tái sanh được gọi tứ đại chư vương nữa, à, cái nghĩa là cái người cái khi mà nghĩa là ấp á cũng vẫn có, còn là người chúng ta thì có người lạc vô nhân, người đó tái sanh làm người con của ông Bà La Môn hay nữ Bà La Môn không ba tập quê ra đi, nhưng mà sanh với cái người đó ngớ ngẩn, à, tại vì cái thương gia hay là đi làm mướn làm thuê hay bất cứ một cái người nào, à, thường thường thì theo khoa học đó, thì họ thấy những cái hiện tượng đó, thì họ nói lúc mà cha mẹ đó mà thụ thai đó mà có chất men đó, chất rượu đó, thì đứa con nó ngớ ngẩn, đó là theo cái nghiên cứu của khoa học thôi, còn theo Đức Phật đó, thì ngài không nói như vậy, ngài nói có nghĩa là bản chất cái tâm đi tục sinh đó, bản chất cái tâm của người đó đi tục sinh, à, khi cái tâm người đó tục sinh vào trong hai bào đó, bình thường chúng ta thấy có năm điều kiện mà mình tục sinh làm người đó. Một đó là nghiệp mà chúng ta gọi là hành đó, hành đó là phúc hành, đấy khi phúc hành đó mà chúng ta gọi là hành, và hữu đó là nghiệp.
Rồi ví dụ chúng ta nói là bảy cõi vui đó là cõi nhân loại và tóc ở trời, còn bốn cõi khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó là chúng ta gọi là cõi khổ. Thì bây giờ cái người đó được tái sanh làm người thì do phúc hành, nhưng cái phúc hành ở đây là thiếu trí thiếu tư. Trong quá khứ người đã làm phước thiếu trí thiếu tư, bây giờ cho ra cái tâm thấm tấn thì tái sanh làm cái người gọi là cái người người lạc công nhân, người lạc công nhân. Thì cái người lạc công nhân này bất cứ là cha mẹ nào cũng có thể sanh ra con là người lạc công nhân. Nhưng mà chúng ta thấy có một điều rất là lạ là những đứa mà nó mới ngẩn á, con bất cứ là người ai đẹp xấu thì chúng ta vô mặt nó vô đó nó giống nhau kinh khủng lắm. Nên chúng tôi có những lúc mà chúng tôi nhìn những cái người mà gọi sanh ra là người lạc công nhân á, dù con bà này ông kia gì nhưng mà nhìn vô đó, nó giống nhau lắm, nó giống nhau trên cái đó đó, như mặt được nó tình cảm giống nhau. Thì chúng ta thấy Đức Phật á, là với tâm của mình biết được tâm của chúng sanh, nên Đức Phật các ngài biết được cái nghiệp của chúng sanh, mà chúng ta gọi là cái sanh tử trí hay cái túc mạng minh, gọi là cái thiên nhãn thông á, cái sanh tử trí đó, ngài thấy sự sanh tử của chúng sanh mà do cái phúc hành này, do cái phúc hành mà gọi là phúc hành mà thiếu trí thiếu tư này, chúng ta gọi là nghiệp nghiệp thức á, nó cho cái quả thức thì tái sanh vào trong thai bào. Nghiệp thức á thì chúng ta biết rằng những cái tâm bất thiện á thì nó cho ra cái chúng ta gọi là nhân bất thiện đó. Còn cái nhân thiện á thì chúng ta thấy tám tâm thiện nó là nhân thiện, chín tâm thiện dục giới nó gọi là nhân thiện. Nhân đó nhân thiện nó có nhiều môn tham môn sân môn si, nhưng mà vì những cái tâm gọi là tâm thiện mà chúng ta gọi là thiếu trí đó thì chúng ta thiện ly trí thiếu tư đó, là chúng ta không có tam tư, là trước khi cúng không có quan hệ trong cúng không có quan hệ trong tâm chúng ta không có quan hệ, nên chúng ta gọi là thiếu tư. Thì chính đó, khi một cái tâm thiện mà thiếu trí thiếu tư như vậy đó, chúng ta gọi là phúc hành, mà phúc hành này đó gọi là thiếu trí thiếu tư, thì lúc bây giờ chúng ta sanh làm người lạc công nhân, sanh làm người nó lên tỉnh. Thì như vậy đó, chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được những người mà sanh ra làm người nó lên đó, thì ngày mới nói với cái thanh niên mà pháp hai và pháp giả này đã có những cái lời thú, có những cái lời thú á, những cái lời thú, hoặc là ở đây chúng ta thấy những tiên nhân càng thất bà đó, Đức Phật ngày biết được chỗ sở thủ, có nghĩa là ngài biết được những cái điều đó, ngài biết được những cái điều đó. Nên ở đây chúng ta hiểu được một cái điều này đó, thì chúng ta sẽ bữa hôm nay chúng ta chỉ giảng giống như giảng về cái khái niệm của bài kinh này thôi, nhưng mà chúng ta cũng nói để quý vị nào có đọc bài kinh mình chúng ta coi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái điểm mà Đức Phật ngài nói, có nghĩa là ngài nói về cái tâm thực sinh đó, có nghĩa là ở không có ở đầu mái tóc, hoặc là không ở mắt ở tai, không ở miệng ở mũi, không ở môi ở mày, không ở cổ ở nách, không ở bụng ở lưng, không ở tay, không ở chỗ này chỗ kia. Thì Đức Phật ngài nói về những cái loài mình tâm linh, rồi chúng ta xem những loài bò sát, những loài rắn, loài lưng dài, và tức thở tập do tập và gì loài, phải xem các loài cá, loài sinh sống trên nước, và tức thở tập rồi da tập và gì loài. Thì Đức Phật nghe
ngài biết được vấn đề này nên ngài mới nói đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta thấy cõi nhân loại chúng ta có 10 thứ tâm tục kinh đó, đó là hai cái tâm phẩm tấn thiện và bất thiện. Phẩm tấn bất thiện đó thì tâm như là xúc tâm, tâm làm ngã quỷ, tâm làm A-tu-la. Địa ngục đó thì chúng ta không có nói ở cõi nhân loại rồi, địa ngục là có một cảnh giới khổ đau riêng. Nhưng mà chúng ta thấy xúc tâm hay là A-tu-la hay là ngã quỷ đó thì ở cõi nhân loại này có, những người có thần thông thì có thể thấy được. Như vậy thì Đức Phật ngày nói cho thâm niên qua sắp ta và có nói chắc biết được cái gì mà Đức Phật ngày chứng ngộ đó, như vậy đó, để cho mình có cái chi kiến mình biết được nếu mà mình là Bà La Môn đó, mình phải thực hành những cái pháp mà cao thượng thì mới được gọi là Bà La Môn, chứ không phải là Bà La Môn mà đi buốt ruộng hay là Bà La Môn đi săn bắn thì nhà không có nói là Bà La Môn. Cái đó là chỉ là người thân trong gia đình Bà La Môn thôi, nhưng mà những người đó làm những nghề nghiệp đó không phải là Bà La Môn cao quý. Theo cái nghĩa là Bà La Môn cao quý thì không đúng. Thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được, ngày biết được cái nghĩa là những chúng sanh đi tái sanh đó đều là hai chúng sanh nó có nghiệp đó, thì chính là cái 12 tâm bất thiện nó cho ra cái tâm tục sinh là tâm phẩm tấn đi tái sanh vào là xúc sanh. Xúc sanh đó là nghĩa là heo bò, hay là xúc sanh đó là cá, là những cái loài chúng ta gọi là có thể là hai tâm cũng có, những con cá nó sanh qua dạ con cũng có, hoặc là những con heo, những cái loài mà sanh qua dạ con chúng ta gọi là hai tâm, sanh qua cái loại mà đẻ trứng chúng ta gọi là loạn sanh, sanh qua cái loại mà ẩm ướt thì chúng ta là thấp tâm, sanh ra tự nhiên mà có chúng ta gọi là quả sanh. Như vậy thì cái tâm mà phẩm tánh vẫn cho tánh bị một ngã quỷ xúc tâm là A-tu-la, thì ở trong cõi nhân loại thì chúng ta vẫn thấy được cái chứng sanh đó. Như vậy thì sanh làm bằng cái tâm thẩm tấn, sanh làm người làm hôn nhân đó, thì chúng ta cũng thấy có. Thì cái người làm hôn nhân này sanh trong bất cứ gia đình nào mà hãy do cái tâm minh đức kinh á, và lúc bây giờ nghiệp thức có quả thức thì tái sanh á, là một trong 19 thứ ba cái sinh lý đó, đó là tâm thẩm tấn thiện, tâm thẩm bất thiện và tám tâm đại quả, chín tâm quả báo đại, đó là 19 thứ. Như vậy thì Đức Phật này biết được khi tán thanh như vậy đó thì ở trong giai cấp nào cũng có, ở trong giai cấp mà sắc đế lị cũng có những người đi tán thanh bằng cái tâm đó, và trong Bà La Môn cũng có người tán thanh là người làm công nhân cũng có, rồi trong Phủ Đà La làm thuê làm mướn buôn bán gì cũng có những người đi tán thanh ở trong đó. Đi tán thanh vào trong đó là do cái nghiệp của họ, rồi do cái nghiệp thiện nghiệp bất thiện của họ trong quá khứ mình gọi là nghiệp thức là một trong 19 thứ thiện thực sinh. Nõn tào của người mẹ, tinh trùng của người cha và thai trùng của người phụ nữ chúng ta, thì chính năm cái điều kiện này mình sẽ tái sanh vào trong hai bào, rồi đúng lúc này giờ mình sanh ra tùy theo cái loại thai sanh đó. Ví dụ chúng ta thấy loại thỏ nó sanh nó mang thai chỉ có không quá một tháng, loài chuột cũng vậy, thì nó sanh rất là mau, còn con người của mình đó, thì cũng thai sanh nhưng mà mình mang từ thai 9 tháng 10 ngày, con trâu thì nó mang thai đến 12 tháng, con voi nó mang thai 12 tháng. Thì chúng ta thấy những cái nhà mà về thế giới động vật đó, người ta nghiên cứu những cái loại da voi nó thụ thai cho đến lúc nó sanh nó có 12 tháng. Có nhiều loài đó nó mang thai lâu hơn nữa cái gì, mang thai lâu hơn nữa. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết được Đức Phật này ngày nói chung là dù cái người nó mang thai lâu hay là mang thai mau mà xúc sanh thì là xúc sanh hết, bằng cái tâm thẩm tấn thì tái sanh làm xúc sanh hay là sanh làm ngã quỷ, sanh làm A-tu-la hay sanh vào địa ngục, thì Đức Phật này biết được, này nói là cái người này là tưởng đồng mà thân vị, tưởng đồng có nghĩa là một thứ tâm như tục kinh thôi, nhưng mà sanh là xúc sanh khác, ngã quỷ khác, A-tu-la khác, sanh vào địa ngục khác, nên Đức Phật là tưởng đồng và thân vị, tưởng là một thứ tâm tục sinh. Như vậy nghiệp luân hồi làm chúng ta thấy vô minh á, vô minh và hành đó là nghiệp luân hồi, thì chính vô minh và hành là nhân quá khứ nó đưa đến cái thức bị tái sanh. Thức nó đi vào trong hai bào rồi nó tạo thành danh sắc, tức nghĩa là tạo thân và tâm, và chúng ta gọi là nõn bào của mẹ, tinh trùng của cha. Về cái phần thân của chúng ta đó, nghiệp và thức đó, cái phần đó là phần tâm của chúng ta. Nghiệp thức và quả thức đó, chúng ta thấy phần đó là những cái danh quẩn đi tái sanh. Còn về nõn bào của mẹ, tinh trùng của người cha là hình thành cái thân của chúng ta. Khi hình thành cái thân chúng ta như vậy là danh sắc lục nhập, nó hình thành mắt tai mũi lưỡi thân trong cái hai bào. Chúng ta được hình thành những giác quan đó, chúng ta gọi là lục nhập. Lục nhập thì có lục xúc, có nghĩa là mắt thì có nhãn xúc,
sốc ngủ đó nha, bị sốc mà bị nó bị sốc thành sốc ý ấy sốc như vậy á, lục nhập á, nguyên cái lục xúc nó thành lục thọ, từ mắt mình gọi là nhãn thọ, từ tai gọi là nhĩ thọ, mũi tỷ thọ, tỷ thọ, thân thọ, ý thọ, thì thọ bắt đầu cái duyên cho ái, thì chúng ta thấy rằng từ cái thọ nó duyên cho ái là ta bất luận lúc nào đó năm cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại đó, đó là từ thọ nó duyên cho ái, đó là cái chúng ta thấy đó là quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại là chúng ta có phiền não, và khi chúng ta có phiền não như vậy đó thì tiếp tục đó, chúng ta có cái sanh hữu tương lai. Khi mà chúng ta có ái hữu rồi có hữu, có hữu có nghĩa là nghiệp hữu đó, thì mình sẽ có sanh hữu. Sanh hữu có nghĩa là có kiếp sau. Thì khi Đức Phật đó, với tâm của mình biết được tâm chúng sanh này á, nên Đức Phật ngày nói vì đó là A La Hán á, với tâm của Đức Phật biết được tâm của vị này là đoạn từ phiền não hết rồi, thành tựu được bốn tâm đạo, bốn tâm quả và niết bàn, chính pháp thánh đã thành tựu rồi, nên Đức Phật ngày nói đây là con của Như Lai. Như vậy là Đức Phật với tâm của mình biết được tâm của người đã chứng đắc, nên Đức Phật đã xác định vấn đề này như vậy. Thì chúng ta thấy ở trong cái Bà La Môn, hai thanh niên phải nói là Chá và Quan Âm Tha hỏi Đức Phật đó về cái Bà La Môn đó, thì Đức Phật này giảng chúng ta nghe về cái sự thật này, cái nghĩa là cái sự thật giới, thật hiện duyên đó, có nghĩa là từ vô minh thành là nhân quả tướng, dẫn sắc lực lượng chúc thọ, từ thọ duyên cho ái thủ hữu để sanh lão tử tương lai. Thì như vậy thì Đức Phật này không nói là Bà La Môn nữa, và cái người đó nghĩa là cũng vẫn luân hồi trong cõi khổ, người là Bà La Môn chỉ là danh xưng thôi. Chứ còn Bà La Môn mà thật chính như là đạo quả tiền định thần thông đó, thì cái người này không có chứng được, không có cao quý, người nên gọi là không có cao quý. Chính vì như vậy á, nên khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề này á, thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngày điều giảng theo cái chân đế này, theo cái sự thật mà Đức Phật ngày thấy, thì các cái người có thành tâm thấy, ví dụ chúng ta thấy nếu mà Đức Phật này thuyết như vậy đó, những cái vị phạm thiên á, có thành thông, có thiên nhãn thông á, hay là cái sanh tử trí thì đã thấy được người đã từ đây sanh tới đây, đến này đã thấy được. Nhưng mà họ không có thấy được một điều là cái phiền não đó, họ không thấy được. Ví dụ họ có thể thấy được kiếp này kiếp sau giống như một kiếp hình vậy đó. Mình chụp tấm hình tấm mình, mỗi năm mình đưa cho người ta coi. Thì ta nói năm này 30 tuổi, năm 31 tuổi, cũng như kiếp này kiếp 31, kiếp 32, người ta biết như vậy thôi. Nhưng mà người ta không biết á, không biết được cái tâm tục sinh, có nghĩa là thấy được kiếp là người làm kiếp thiên nhưng mà không biết cái tâm tục sinh. Còn Đức Phật đã với cái tâm của mình biết được tâm chúng sanh, là ngày biết cái tâm tục sinh của chúng sanh nó tục sinh bằng tâm gì. Ví dụ chúng ta chứng được cái sơ thiền, chúng ta sanh về ba cõi sơ thiền mà chúng ta gọi là tạm đại tạm thiên, rồi tạm phụ thiên và tạm phụ thiên, sống bằng một phần ba kiếp trên đất, nửa kiếp trên đất, một kiếp trên đất, đại tạm thiên sống bằng một kiếp trên đất, tạm phụ thiên sống bằng nửa kiếp trên đất, tạm phụ thiên sống bằng phần ba kiếp trên đất. Thì Đức Phật này cũng biết được do cái tâm sơ thiền sanh về ba cõi sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, thì Đức Phật này cũng biết như là tiểu quan thiên, bộ đội quan thiên, biến tâm thiên, cõi tứ thiền sanh ba cõi tam thiền, như quan âm thiên, tiểu tinh thiên, vô lượng tinh thiên, Đức Phật cũng biết được. Và khi ngài biết được như vậy đó, ngài mới nói là những cái vị có thần thông á, họ cũng vẫn biết được, họ vẫn biết được đó là có những cái loại tâm thiên đó, nhưng mà họ không có biết được cái tâm đi tự tin. Còn Đức Phật các thì ngài biết được những người đã chứng thiền được cái tâm thiền đó. Cái tâm thiền á, nó cho ra cái tâm quả của tâm thiền á, mà chúng ta gọi tâm thiện, tâm quả, tâm di tác, thì chính cái tâm quả thiền á cho đi tái sanh. Thì Đức Phật ngài biết được, ví dụ một người mà tu tập nỗ lực đó sanh làm đại phạm thiên, nếu người học trò nỗ lực sanh lên có thể làm đại phạm thiên, nhưng mà cái người thầy có thể sanh làm phạm chứng thiên cũng có, cũng chứng sơ thiền, nhưng mà do cái năng lực nó yếu hay là do tứ nghĩ túc nó yếu, nên chúng ta thấy cũng như là tiên tử Vô Bát Cá đó, ở kiếp ở người đó, là người nữ, nhưng mà sanh về cõi trời đó, là con của thiên chủ Đế Thích. Trong khi những vị tỳ khưu đó, kiếp trước là tỳ khưu là thầy của Vô Bát Cá, nhưng mà lại sanh làm cái người chủ thiên để đánh đàn cho thiên tử, cho Đức Trời Đế Thích và thiên tử Vô Bát Cá nghe. Thì lúc bây giờ thiên tử Vô Bát Cá mới dùng cái thần thông của mình coi lại đó, thì thấy những cái vị chư thiên này nè, những vị chư thiên cả các bà này nè, lúc trước đó là thầy của mình, là những cái vị tỳ khưu, và bây giờ lại sanh làm cái người đến đàn hầu hạ cho những vị chư thiên. Còn trong khi cái vị chư thiên đó là cái tiên Vô Bát Cá đó, thì thấy
đó là do lúc trước có học khi mà bị vỡ 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 tạch như vậy đó thì cái vị này nỗ lực tu tập mà thanh lên cõi phạm thiên sơ thiền. Còn hai cái vị kia là lúc xuất gia cũng không có học nên bây giờ là bị cái vị chư thiên đó vỡ trách, vô bá cả vỡ trách, nhưng mà vị thì không có nỗ lực để tu tập lên được, không có khả năng để tu tập lên được. Vì nếu là chư thiên có nhớ lại, nhưng mà nhớ lại mình cũng chẳng có học hành gì hết, bây giờ cũng không biết được đâu mà tu thiền để chứng lên cõi sơ thiền được. Nên chúng ta thấy ví dụ sanh làm chư thiên nhớ kiếp trước đi, nhưng mà những cái pháp mà mình học á mình có thể nhớ lại được, còn mình không có học mà làm sao mình nhớ. Thành ra trong đó mới nói đó, tinh tử vô bá cá đó quở trách thì có một vị đó tu sanh lên khỏi phạm thiên được, nhưng mà hai cái vị kia thì cũng không có sanh lên đâu được, nó cũng làm bị chư thiên đến đàn thôi. Nên bình thường á chúng ta thấy đức Phật á, ngài không có phân biệt, ngài không có phân biệt, nghĩa là người thầy hay người học trò, mà ngài phân biệt cái sự nỗ lực tinh tấn, cái sự nỗ lực tinh tấn để đạt được, người đã đạt được thì gọi là bậc đạt môn. Còn nếu mà nó không đạt được thì đức Phật ngài, nếu mà đi tế tự thì cũng đã bông rồi thôi, thì đức Phật ngài nói là tế quan thôi, chứ không phải là bậc đạt môn. Như vậy thì chúng ta thấy đức Phật đó là ngài thuyết giảng về cái sự thật này, và cái sự thật này đó là không phải là đức Phật ngài tự đặt ra, và cái sự thật này đó là cái tâm thực tinh mà chỉ có vị chánh đẳng chánh giác mới biết rõ, còn những cái vị kia đó biết mà biết không có rõ, biết không có như đức Phật. Ví dụ như phạm thiên đó họ cũng vẫn biết được, và chúng ta thấy như là câu chuyện mà đức Đại Đức Thích có cái người vợ thanh niên mắt cá, mà có cái người vợ nàng Xuân Chà Ta đó, sau khi không có làm phước với chồng của mình với mấy người vợ kia đó, sanh là không là con cò đó, và tiên chủ Đức Thích sau khi sanh lên đó mới coi đó, thì lúc trước mình ở dưới đời này làm thanh niên mắt cá, mình tạo phước, mình làm con đường lên trời, bây giờ mình sanh lên cõi trời với những cái vị thanh niên này gọi là tập tâm học tâm tiên, nhưng mà lúc bây giờ có cái người vợ đó không có chịu làm phước, bây giờ mới sanh làm con cò. Thì tiên chủ Đức Thích mới nhắc con cò đó tỏ giới rồi cho con cò lên cõi trời, rồi con cò đó mới tu tập, rồi mới sau này sanh lên làm người con gái, rồi sau khi làm người con gái tiếp tục tu nữa sanh làm con gái Atula Dương, rồi là chư tiên Atula đó là tiên chủ Đức Thích muốn đem về làm tiên hậu Sư Già Ta. Thì chúng ta nghe những câu chuyện đó thì chúng ta thấy đó, đối với những cái vị chư thiên á, như tiên chủ Đức Thích họ cũng biết được kiếp trước của mình là cái gì. Tại vì khi sanh lập chư thiên đó, họ biết được kiếp trước mình là cái người nam, người nữ nào đã có lòng tin, mình tạo bước mình sanh lên cõi trời. Một bậc lần mình thấy như tiên tử, như là thanh niên khô sa cá đó, hay là những cái mắt cá của đa lý đó, kiếp trước là một cái người mang một người giỏi mà được nhìn thấy Đức Phật có tâm tình tính và thông được cõi trời. Thì cũng biết được mình là kiếp trước là người thanh niên mắt cá của đa lý, có ông cha là keo kiệt như vậy, nhưng mình nhờ có tâm tình tính với Đức Phật của thanh niên cõi trời. Thì chúng ta thấy những người chư thiên có tâm tình tính Đức Phật, nghe nói thì những người chư thiên họ cũng thấy là vấn đề, nhưng mà họ không có thấy tường tận như Đức Phật nói về cái tâm cực sinh, nói về cái hành động gọi là nghiệp luân hồi, thủ và hành, nói về tiền não luân hồi là ai, thủ và vô minh, không có biết những cái chi pháp đó. Còn Đức Phật đó, ngài là một bậc pháp vương, ngài biết được tất cả những cái chi pháp đó, và ngài biết được cái vấn đề cái chi pháp đó, những tâm cực sinh và cái tâm đó có nhân nào, nhân vô tham, vô sân, nhân vô si, hay là người đã sanh người lạc vô nhân, hay là sanh người khổ, ngài biết được vấn đề mà những chúng sanh nó đi tái sanh như vậy. Và khi ngài biết được như vậy đó thì ngài mới nói, ngài nói về, là chúng ta thấy ở trong cái đoạn này đó, ở trong đoạn mà Đức Phật ngài nói những vị thanh niên này đó cũng biết Đức Phật là bậc thông đạt, biết được Đức Phật là bậc pháp nhãn, hiểu biết được cái chúng sanh, Đức Phật là biết về vấn đề này. Nên khi mới hỏi cái bậc pháp nhãn kinh, Đức Phật mới xác định để cho hai chúng con có thể biết được, biết được. Thì Đức Phật ngày bị những vị này chắp tay như tăng được tròn đầy quần chúng đến chắp tay đảnh lễ và chiêm ngưỡng, cũng vậy ở trong đời quần chúng đến đảnh lễ Gotama tôn giả, chúng con đến hỏi ngài bậc pháp nhãn thế gian Tà Long Môn gia tâm hay chính do hành động, chúng con không được biết, hãy nói chúng con biết. Đức Thế Tôn người trả lời nè, này ông Vasistha, ta trả lời cho ông thượng thứ và
sự phân loại do sanh của các loại hữu tình, chính do sự sanh đẻ, do sanh có dị loại, phải xem cỏ và cây. Dầu chúng không nhận thức, chúng có tướng thọ sanh, do tâm có dị loại, phải xem loại côn trùng, bướm đêm hoặc loại kiến, chúng có tướng thọ sanh, do tâm có dị loại, phải xem loại bốn chân, loại nhỏ và loại lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh và dị loại. Cái tướng thọ sanh ở đây thì chúng ta biết, khi mà mình chết thì cái tâm của mình bắt nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng, nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Ở đây thú tướng là cái tướng chư tiên hay tướng người, tướng những cái loài mà gọi là gắn kết, loài trùng, loài dế, cái tướng thọ sanh đó, có nghĩa là cái nghiệp, nghiệp tướng á. Thì người nó đi thọ sanh vào những cái loài đó. Nên với Đức Phật này nói, hãy xem những loài côn trùng, bướm đêm, các loài kiến, chúng có tướng thọ sanh, do sanh các vị loại. Hãy xem loài bốn chân, loài nhỏ và loài lớn, chúng có tướng thọ sanh, do sanh các vị loại. Hãy xem loài bò sát, loài đạo mà, loài lưng dài, chúng có tướng thọ sanh, do sanh các vị loại. Hãy xem các loài cá, loài sinh sống dưới nước, chúng có tướng thọ sanh, do sanh gia sanh có dị loại, do sanh có dị loại quý vị. Như vậy á, thì chúng ta thấy Đức Phật các ngài biết được, ngài biết được những chúng sanh nó họ sanh có cái sự họ sanh, có cái tướng họ sanh, nên là chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp tướng, tướng tướng. Thì cái nghiệp đó là một cái hành động tiền ác, chúng ta gọi là hành hữu đó, hành động của chúng ta đó. Cái hành đó là cũng như là cái hành động chúng ta tiếp trước. Thì lúc bây giờ nó nhớ lại những cái việc đó, chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp tướng. Chúng ta thấy như hoàng hậu Kalika mà lúc mà giả cái vua đó, nhớ lại cái điều đó mà hoàng hậu không còn có một tội khổ, thì chúng ta gọi là cái nghiệp là những cái hành động thiện ác mà chúng ta nhớ lại. Thì cái hành động thiện ác nó có cái tướng đi thọ sanh, nghĩa là chúng ta có một cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sanh. Chúng ta thấy được chúng ta đi tái sanh vào trong cái cảnh giới đó, cái tướng thọ sanh vào trong cảnh giới đó, chúng ta gọi là nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng. Thú tướng là ví dụ mình nói là tâm làm trời, người sẽ không bị lục ngạ quỷ, cái tướng đó. Như vậy cái điểm là thấy Đức Phật này biết được và ngài trả lời đó, hãy xem các loài chim có cánh trên trời, có cánh trên trời, chúng ta tướng tạo xanh, giờ xanh có gì loại, tùy theo sự mà xanh chúng ta có tướng thì xanh. Trong thế giới loài người tướng xanh không có nhiều, không ở nơi đầu hay là mái tóc, không ở tai hoặc mắt. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói về vấn đề này đó, thì chúng ta thấy cái tướng thọ sanh á tùy cái loại sai khác. Nên thường thường chúng ta thấy lúc mình chết á, mình thấy rừng núi cây cối, mình thích thú á, mình có thể thọ sanh làm chim hoặc là làm khỉ, làm những cái loài mà chuyên sống trên cây cối đó, rồi ăn trên cây cối. Còn khi chúng ta thấy nước rồi chúng ta sợ hãi thì có thể chúng ta sanh làm những cái loài cá dưới nước. Thì chúng ta thấy rằng lúc chết đó, thì mọi người họ tự thấy được cái tướng đó, nên khi mà họ thấy cái tướng đó rồi họ sanh. Thường thường chúng ta có coi một cái quyển của một cái ngài đó trả lời đó là nếu mình có làm người đó, thường thường mình gọi là chỉ thấy ông bà đó, thấy ông bà, nhưng mà thật sự là mình thấy cái tướng ông bà là tướng nam tướng nữ, mình ta làm người, mình thấy như là những cái tướng chư thiên hay là đờn ca đó, là những cái tiếng ngũ âm đó, thì mình sanh làm chữ thiên. Còn mình thấy tùy theo mình thấy lửa thì sanh vào địa ngục. Chúng ta nghe câu chuyện mà của cái người phụ nữ đó nhờ nhuộm cái y con của mình màu đỏ đó, khi mà thấy lửa địa ngục nhưng mà vị đó lại suy nghĩ đến cái màu y đó là một loại tâm thiện, do cái cảnh đó mà do cảnh duyên đó, do thấy được cái màu đỏ đó nhưng mà lại nhớ lại cái lúc mình nhuộm y con mình, nên vị nó lại xong được cõi trời. Và đó chúng ta thấy rằng cái tướng đó thì mà nếu chúng ta sanh lên được cái tâm thiện đó, chúng ta thấy cái tướng đó mà chúng ta sanh lên tâm thiện thì chúng ta sẽ sanh lên cõi trời. Nhưng mà nếu chúng ta thấy cái tướng đó mà chúng ta sanh theo cái chúng ta ưa thích theo cái tướng đó thì chúng ta sẽ sanh vào cõi khổ. Nên thường thường quý vị nghe sư trưởng tôi nói đó, nghĩa là lúc mà mình sanh làm người đó, mình sanh làm người tam nhân á, thì cái tâm thiện á nó ba nhân vô tham vô sân vô si, thì cái tâm quả thì phục sinh nó có ba nhân vô tham vô sân vô si, bắt á, bắt cái tướng thì thay
chí. À, lúc bây giờ chúng ta bắt nhịp nhịp tướng tướng tướng, chúng ta tái sinh làm người có tâm tham và tâm si. Như vậy có hai nhân, nhân tham và nhân si, như vậy có hai nhân nữa. À, thì chúng ta có bốn nhân thiện, hai nhân bất thiện nữa, chúng ta sinh làm người dị nhân. À, nhưng mà nếu chúng ta sinh làm người khổ đó, thì chúng ta có cái tâm tâm tham á, thì nó có nhân nhân tham và nhân si. À, rồi cái tâm thẩm tấn á, là cái tâm vô nhân. À, tâm thẩm tấn là cái tâm vô nhân, là không có nhân. À, rồi chúng ta bắt nghiệp nghiệp tướng, chúng ta đi sanh làm người là khổ nhân đó. À, thì lúc ấy chúng ta sanh làm người khổ á, thì chúng ta có hai nhân, nhân tham và nhân si nữa, là hai nhân bất thiện nữa. Như vậy là có bốn nhân bất thiện. Yeah. À, bốn nhân bất thiện cho chúng ta đi tái sanh thì có bốn nhân bất thiện để làm người khổ đó. Ừ. Như vậy á, thì chúng ta có thể tính ra từ hạng người đi tái sanh họ có mấy nhân. À, tính ra từ hạng người như vậy. À, như vậy thì Đức Phật á, mới tâm của mình biết được tâm chúng sanh, và với tâm của mình nó biết được các pháp ở trong cái tâm của chúng sanh đó, nên thường thường chúng ta gọi là tất cả cũng bao nhiêu gọi là pháp ấy. Pháp cũng có đó là pháp tục đế, pháp chân đế. Thì trong chân đế đó có tâm sở hữu sắc pháp, chân đế vô vi là niết bàn, chân đế hữu vi là tâm sở hữu sắc pháp. Thì chính tâm sở hữu sắc pháp thì nó hình thành nó phần danh phần sắc các Đức Phật này biết được. À, nên ngài mới nói về cái người là tục sinh như thế này thế kia, Đức Phật này nói như vậy á. Thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật này nói không ở bụng ở lưng, hoặc là không ở tay ở chân, không ở ngón tay ở móng, không ở cổ chân bế, không ở sắc ở tiếng, không tướng do tùy sanh do sai khác, trên tự thân con người không có gì đặc biệt, chỉ tùy theo danh xưng lời người được kêu gọi, đối người tự sinh sống, đời người tự sinh sống, chăn bò lo ruộng đất qua sách pha hãy biết, kẻ ấy là công thợ không phải bà la môn, ai sống về buôn bán qua sách pha hãy biết, kẻ ấy là thương nhân không phải bà la môn, ai sống lấy của người qua sách pha hãy biết, kẻ ấy là kẻ trộm không phải bà la môn. Thì ở chỗ này chúng ta thấy Đức Phật này biết được từ cái nhân. À, nếu mà chúng ta tạo cái bất thiện đó, thì chúng ta có hai nhân bất thiện. À, chúng ta thì chúng ta có nhân tham và nhân si. À, có hai nhân bất thiện. Còn nếu mà chúng ta có thân khẩu bảy đầy đủ thì chúng ta ăn cắp đó, có thể chúng ta rủ ra người đó là chúng ta có khẩu nghiệp, là chúng ta có thân đi lấy là thân nghiệp, và có ý suy nghiệp là ý nghiệp. À, như vậy thì Đức Phật này biết một cái việc làm bất thiện của chúng ta đó nó có ý, nhiều khi nó có thân và ý, có nhiều khi có khẩu và ý. À, như vậy thì Đức Phật này phân biệt cái hành động đó nó có nhân bất thiện ở tốc độ nào theo thân khẩu ý ngài nói. Và như vậy thì ngài nói về bà la môn, không phải nói buôn bán là bà la môn, buôn bán chỉ là thương nhân thôi, không phải là bà la môn mà hầu hạ người khác thì hãy biết đó là nếu bọc, nó bọc cái hầu hạ người thì cái đó là biết là nó bọc thôi, chứ không phải là bà la môn. Giảng thêm mấy đoạn nữa, có lẽ là chúng ta nghỉ sớm cái gì, bữa nay chúng tôi cũng không khỏe lắm, thì chúng tôi về thì chúng tôi còn công việc lô bu nữa, nên chúng tôi sẽ giảng thêm chúng ta nghe thêm mười mấy phút nữa, nếu không có giảng xong thì chúng tôi sẽ chấm dứt chúng ta được buổi học hôm nay. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói rằng nếu người nào mà lấy của người ta thì Đức Phật nói là kẻ trộm. Ai mà sống bằng nghề cung tên thì Đức Phật gọi là nhà binh. Còn ai mà sống bằng nghề tế tự thì Đức Phật gọi là tế quan. Ai sống giữa loài người thọ hưởng là quốc độ thì đó là gọi là vua chúa. Vua chúa được thọ hưởng cái người ta đóng thuế thì gọi là vua chúa, không phải là bà la môn. Và ta không có gọi kẻ ấy là bà la môn chỉ do thọ tâm, dầu bị ái cao xa, dầu bị ái giàu có, nhưng còn ham thế lợi, không tham lam thế lợi, không chấp thủ sở hữu, kể ta mới gọi chánh danh bà la môn. Thì ở chỗ này chúng ta thấy đối với Đức Phật là ngài biết được nếu mà chúng ta là chúng ta là luân hồi đó, thì chúng ta cứ làm bất kỳ hoài đó thì chúng ta sẽ là đầu trộm nuôi tuốt, hoặc là cái tướng học trò chọn còn mà người ta có thể coi, mà người ta có thể biết được do cái tâm của mình có phương hướng tham lam, lựa chọn
cảm, mình thấy mình rất là tội. Họ đi cầu những ngày đêm, họ đi cầu 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 trời đấy, cầu thượng đế đấy, thấy rất là tội họ. À, nếu mình nhìn họ rất là tội, tại vì họ cầu thượng đế đâu có làm cho họ được thành thượng đế. À, nhưng mà nếu mà họ làm thiện, họ tu thiện, họ có thể thành lập thượng đế được. À, chúng ta thấy như thanh niên mặc khác đang nằm gặp thiên chủ giới thích thì chúng ta thấy rằng do cái tâm thiện mà nó cho cái tâm quả đi mình sinh, chứ không phải mình do mình cầu nguyện, mình cầu nguyện cái ông đó là còn tà kiến nữa. À, tại vì cái tâm mình tham lam tà kiến mình không có biết được cái tâm thiện. À, nên mình đi cầu cái ông đó là ông đâu có làm gì được cho mình, không có làm gì được cho mình nữa. Nên có nhiều khi mình thấy những người nó đi theo những cái tôn giáo mà đi cầu nguyện tu tập đời. À, thì chúng ta thấy Bà La Môn á, Bà tin tưởng Bà La Môn là cái người tạo tượng. Bà La Môn là cái người gọi là Bà La Môn là họ sanh tịnh thủy bị đồng là cao quý nhất. Còn những người chi là la sanh tịnh chân, những người tụ đà la đó, người tương buôn đó bị sanh bằng cái bụng, sanh để lễ gì sanh bằng cánh tay, có sức mạnh nó làm vua đó. Thì Bà La Môn là họ nói như vậy. Bà La Môn là họ nói người ta mạnh là tịnh chân có cái tâm của cái trong người. Hãy mà sanh lên cái đầu hay cái miệng là được gọi là Bà La Môn, là sanh ở cánh tay thì được gọi là sanh để lễ, sanh ở trong bụng gọi là phụ đà la, sanh ở trên là chiên đà la. Như vậy thì chúng ta thấy họ lấy cái tướng của người nào đó mà họ nói cái người đó, hay là chúng ta thấy thực tế mà nói là mẹ sinh sướng sống thì đời nào cũng là ông Adam và ai gia gì đó. Ví dụ giáo họ nói như vậy đó, thì chúng ta thấy giống như cái chủ tiên Bà La Môn thôi. Cái hành hài của nó thì giống giống như vậy thôi quý vị. Bởi quý vị thấy cái đạo Bà La Môn là cái đạo lòng nhất mà họ nói là Phật tiên đó. Một kia họ nói trời thì cũng là cái từ trời Phật tiên. Họ dùng cái từ trời, họ dùng từ để thánh là la, thánh thượng đế. Và dùng cái từ đó để nói thôi chứ còn không khác gì. Để nó Phật tiên nó chỉ là một Phật tiên thôi, đi cầu nguyện mà thôi. Và Đức Phật đó thì người biết những người đó không có phải người đó không có làm gì chính ta được, do cái tâm thiện chúng ta hiểu đúng, chúng ta có cái tâm thiện phật trí đó, chúng ta sanh làm người tâm nhân, chúng ta có thể sanh về gọi tứ đại thiên vương, gọi nhân loại, gọi cao lợi, gọi giả ma, gọi đồng xuất, gọi hoa đạt, gọi tha hoa tứ đại. Cho nên chúng ta biết tám tâm thiện á, để cho nó tám cái tâm quả. Và tám tâm quả đó thì cái tâm quả ly trí đó, và tâm quả hợp trí đó, tâm thiện tới hợp trí cùng trợ, thiện lợi hợp trí cùng trợ đó, thì trong cái tâm thiện nó có những cái tâm quả đó. Thì những cái tâm quả nó sẽ cho ta sanh về cõi vui mà chúng ta gọi là cõi trời á, mấy cõi vui giới. Thì những cái tâm thiện đó là những cái tâm gọi là tốt đẹp, nó tốt đẹp nhiều, như là tâm thiện quá tốt đẹp của nhân vô tham vô sân vô si là trí tuệ. Còn cái tâm thiện ly trí thì có nhân vô tham vô sân thôi, không có nhân vô si. Như vậy thì chính là những cái tâm thiện nó cho tâm quả của chúng ta để mình sinh thôi, chứ không có một thượng đế, không có một ai hết, không có ai mà làm giúp chúng ta vấn đề đó, mà chỉ chúng ta có chánh tri kiến và cái tà tri kiến mà thôi. Nếu mà chúng ta có tà tri kiến là cho do tâm tham tâm tà vô trợ hỗ trợ thôi thì đòi xả, thì chúng ta sẽ có cái tâm thâm tâm bị tái sanh vào trong cõi khổ như địa ngục ngạ quỷ súc sanh Adula. Còn khi mà chúng ta có những tâm thiện á, thì tâm thiện sẽ chúng ta sanh làm người lạc vô nhân, người lạc nhị nhân, người lạc tam nhân. Và trong cõi nhân loại này chúng ta có thấy những người mà đang khả năng chứng thiện, chứng đạt đạo quả được, ta thì trong kinh gọi là người được sinh làm người tam nhân. Còn những người mà ví dụ như á, có thể là những người đó là được sinh là người nhị nhân cũng có, người tam nhân cũng có, mà mình thấy là người đó có tu thiện cũng không chứng thiện, tu thiện quả cũng chứng đạt đạo quả được, không tâm bạn được, thì chúng ta có thể nói người đó có thể là mình cũng không có giúp chắc chắn, nhưng mà ở đây thì chúng ta có thể hiểu người đó có thể là duyên nhân cũng có, tâm môn cũng có, có thể là người đó là người mà chưa có khả năng để chủ thiện do cái lậu hoặc tiền não nó nhiều, cũng có thể tục kinh có nhân vô tham vô sân vô si, nhưng mà vì cái tiền căn bản chưa có đủ để chủ thiện. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được vấn đề này ngay mình nên ngài mới trả lời cho Quan Thích Thá và Pa Ra Chá. Ngài nói nếu mà thật sự là Bà La Môn á, thì người đó không có tham lam thế sự thế lợi, không có chấp thuận sở hữu, ta mới gọi là chánh giác Bà La Môn. Nên Đức Phật ngài nói rằng khi mình không có tham lam
một tầng oxy thì tầm là 10 tăng nhân. Như vậy thì Đức Phật này biết được tất cả những hạng người này và Ngài nói trên những hạng người này. Mà chúng ta thấy cũng giả thuyết tá nói về một hạng người đó, đó là một hạng người là giáng sanh cái chánh niệm, nhập thai cái chánh niệm, mà xuất thai cái chánh niệm đó là bị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác giúp cho. Bồ Tát độc giác á, thì giác sanh cái chánh niệm, nhập thai cái chánh niệm, người xuất thai cũng cái chánh niệm, đó là Bồ Tát. Bồ Tát độc giác và những vị tinh văn tịnh thủ. Còn Bồ Tát tinh văn giác đó thì có một thời gian chánh niệm lúc mình nhập thai thôi, ở trong thai không có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm. Còn kẻ phàm tu đó là không có chánh niệm nhập thai, không có chánh niệm trụ thai, không có chánh niệm xuất thai, kẻ phàm tu. À, thì Ngài sẽ đưa tái hệ thống kê lại có 4 hạng người thôi, đó là 3 hạng là trở thành thánh nhân, đó là nhập thai chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, xuất thai có chánh niệm, vì Bồ Tát chánh văn giác, Bồ Tát độc giác thì từ ra xuất thai, Bồ Tát tinh văn giác thì lấy cái chánh niệm nhập thai thôi là lần đầu tiên thôi. Còn kẻ phàm phu thì hoàn toàn không có chánh niệm gì hết. Như vậy thì Đức Phật Ngài biết và Ngài tiếp giảng lên mà tôn giả Tây Yếu Tá, Ngài ta là tốt, Ngài biết Ngài tốt hay là bốn hạng người rồi. Như vậy là những cái hạng người Bà La Môn là hạng người mà có thể chính đắc đạo quả mà thành cái pháp cao thượng của Đức Phật gọi là Bà La Môn. Còn những người mà làm những nghề nghiệp này thì ngày kia đó Ngài không nói Bà La Môn, vì người đó vẫn bị tham sân si ngã mạn, những cái chuyện não đó, nó làm cho người đó không có thoát khỏi tạm tâm trộm cắp tà dâm nó chốn uống rượu. Thì chúng ta thấy những người đó họ không có giữ giới nữa, thì như vậy đó họ không có minh và hạnh, không có trở thành Bà La Môn được. Thôi thì bây giờ hôm nay quý vị thấy không, chị Tăng hiện giờ là rất là mệt, mình chúng tôi giảng bây giờ chúng tôi cũng mệt lắm rồi. Bây giờ chúng tôi kết thúc buổi giảng hôm nay, chúng tôi xin nói quý vị là chúng tôi giảng hết cái gì mà gọi là không phải là Bà La Môn á, bắt đầu mà chánh danh Bà La Môn á, là bởi vì ngày mai bữa nào thì đó tin vô gì ấy, không tham lam thế lợi, không chấp thụ sở hữu, kể ấy ta mới gọi chánh danh Bà La Môn. Bắt đầu chánh danh Bà La Môn á thì bắt đầu lần sau thì tỉnh đó tự thì giảng từ cái đoạn đó ta đi. Các vị MC quan nghĩ nhớ là chúng ta bắt đầu gửi những cái đoạn này cho tỉnh đó tăng nhớ tỉnh đó tăng một lần sau vào. Tại vì đây là những cái phần chi pháp, đây là những cái phần minh và hạnh, nên chúng tôi muốn để lại giảng ít nhất để những chi pháp này chúng ta sẽ giảng. Còn cái đoạn đầu thì nói về những cái sự tái sanh và những cái sự tái sanh này với thiên nhãn thông hay sanh tử trí. Đức Phật Ngài thấy được sự sanh tử chúng sanh đó bằng với cái tâm mình biết tâm chúng sanh là tha tâm thông, để biết được cái nghiệp của chúng sanh đó là cái quyền các quyền là rồi đi cứu tìm niên nhé. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng Phật đã rất là nhiều. Ngày hôm nay sư cũng rất là mệt mà sư cũng vào room cho chúng con nghe được bài pháp ngày hôm nay thật là hữu ích. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ con xin phép với thượng tọa Pháp Đăng, chúng con sẽ dạ tụi con cũng rất là mệt. Sư phải đến nghe hội lúc nãy con quên cho sư là con giống như con rối đó. Dạ con xin phép với sư. Chúng con sẽ để lại bằng mà buổi thứ tư sư giảng kinh giảng pháp thể hết giờ, và chúng con xin phép được đóng room. Dạ con cũng thỉnh sư có thể nghỉ ngơi được rồi. Dạ chúng con sẽ còn phần còn lại là chúng con sẽ điều hợp để cái room cũng đúng giờ để khép cửa room. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh đại cung thỉnh tự tọa nghỉ ngơi. Dạ con phép xin xuống mít để việc khác để cái băng ạ. À.